Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít cuối ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024. Để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính xác nhất từng thời điểm để cập nhật và theo dõi tham khảo diễn biến của giá mít Indo ruột đỏ và giá mít Thái Lan. Hôm nay ngày mùng 2 Tết, có những kho chuẩn bị khai trương và thu mua trở lại. Giá mít hôm nay cũng dao động nhẹ. Tình hình giá mít đầu năm diễn biến khó đoán bởi thương lái chuẩn bị mua trở lại, kho chuẩn bị khai trương để mua. Chợ đầu mối ở phía Việt Nam, các vựa ở phía Việt Nam cũng như cửa khẩu và tất cả những chợ ở phía Trung Quốc chuẩn bị hoạt động trở lại. Đây là bảng phân loại mít. Mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Mít ngoài phân loại về ký còn về chất lượng, về mẫu mã, nên cô chú các anh chị và các bạn tập trung về chất lượng mẫu mã cũng như cân nặng để tình hình giá cả được cao hơn. Tiếp theo đây là bảng báo giá mít Thái Lan cuối ngày hôm nay. Ở khu vực miền Tây, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, mít kem lớn 24.000 đồng một ký, kem nhì 20.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 11.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang có giá 4-5.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang. Mít kem lớn 25.000 đồng một ký, kem nhì 21.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 12.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 5.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang, giá mít luôn cao hơn so với những khu vực khác. Mít kem lớn 26.000 đồng một ký, kem nhì 22.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 13.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 5.000 đồng một ký đến 6.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang tập trung ở đây rất nhiều vựa mít, cũng như tập trung ở trên trục lộ chính, tuyến đường dễ dẫn đi tất cả các nơi và tất cả các nơi dễ dàng để trở về. Khu vực miền Đông giá mít hôm nay như sau: kem lớn 20.000 đồng một ký, mít kem nhì 11.000 đồng một ký, mít kem 3 8.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực miền Đông Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 3.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên giá luôn thấp hơn so với những khu vực khác, do khu vực Tây Nguyên tình hình mẫu mã, chất lượng cũng như nằm xa các trục lộ chính, xa những dựa lớn nên khu vực Tây Nguyên giá thấp hơn. Khu vực Tây Nguyên kem lớn 18.000 đồng một ký, kem nhì 10.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 7.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 3.000 đồng một ký. Chính vì thế các cô các chú ở khu vực Tây Nguyên, anh chị trồng mít chú ý về chất lượng, về mẫu mã, giá thành sẽ cao hơn bởi chất lượng mít ngon do đi phân đúng kỹ thuật, mẫu mã đẹp do chúng ta để trái tuyển chọn một cách hiệu quả nhất, và chúng ta bao trái đúng kỹ thuật, hạn chế sâu bệnh dẫn đến trái to tròn đẹp, giá thành sẽ cao hơn. Trồng mít phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách quan như gần xa những dựa lớn, gần xa những trục lộ chính mà giá cả có khác nhau, và chất lượng mẫu mã, kỹ thuật. Đó là những vấn đề về tình hình khách quan. Giá mít còn phụ thuộc vào xuất khẩu. Xuất khẩu ở phía Trung Quốc mạnh, giá thành sẽ cao. Chúng ta phụ thuộc vào vấn đề xuất khẩu rất nhiều. Và mít đa phần xuất đi Trung Quốc, nên xuất khẩu có mạnh thì giá mít có cao. Tiếp theo đây là bảng báo giá mít Indo ruột đỏ vào cuối ngày hôm nay. Loại nhất 8kg trở lên giá 30.000 đồng một ký, loại 2 6-8kg giá 20.000 đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 10.000 đồng một ký. Đây là mức giá mà thương lái đến tại vườn để thu mua. Và tình hình giá mít Indo ruột đỏ 30.000 đồng một ký vẫn là một mức giá rất tốt để cô chú các anh chị và các bạn khai trương đầu năm này.
Mong tình hình giá mít sẽ ổn định và dịp Tết Nguyên Đán giá sẽ cao trở lại để cô chú các anh chị và các bạn có được thu nhập khá hơn, cao hơn. Mít Indo ruột đỏ cũng giống như mít Thái Lan. Vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn phụ thuộc vấn đề vườn của chúng ta xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những lộ lớn, xa hay gần những dừa lớn mà có giá cả khác nhau, cũng như vấn đề kỹ thuật, trái đẹp to tròn đi phân đúng kỹ thuật, trái thơm ngon giá sẽ cao hơn so với chúng ta chưa áp dụng đúng kỹ thuật. Và giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ hôm nay loại nhất 8kg trở lên giá 30.000 đồng một ký. Mít loại 2 6-8kg có giá 20.000 đồng một ký. Và giá mít loại 3 xô có giá 10.000 đồng một ký. Đây là giá mít không tệ đối với bà con trồng mít Indo ruột đỏ. Bởi giá mít Indo ruột đỏ ở mức giá 30.000 đồng một ký vẫn là mức giá tốt để cô chú các anh chị và các bạn có được lợi nhuận, có được thu nhập cao rồi. Và mong tình hình qua dịp Tết Nguyên Đán lần này giá mít sẽ trở lại với vị trí cao nhất 95.000 đồng một ký, 100.000 đồng một ký, 115.000 đồng một ký để cô chú các anh chị và các bạn trồng mít Indo ruột đỏ yên tâm hơn và có được một thu nhập tuyệt vời nhất. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này, và cô chú các anh chị và các bạn quan tâm đến vấn đề giá cả hãy trở về trang chính của giải trí miền Tây và tìm những video thích hợp về giá cả những loại nông sản khác như sầu riêng, thanh long hay tất cả những loại rau cải khác để cô chú các anh chị và các bạn tìm hiểu. Nếu cô chú các anh chị và các bạn cảm thấy ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh, like cũng như chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng theo dõi. Ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn là người ưu tiên được nhận thông báo chiếu video sớm nhất của giải trí miền Tây. Ở đây xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye.